Chỉ 5 phút, gã thanh niên thực hiện 2 vụ lừa nữ chủ tiệm tạp hóa ở Đồng Nai. Hôm nay trên các diễn đàn mạng xã hội về phòng chống kẻ gian truyền tay nhau vụ việc manh động như sau. Theo camera nhà dân ghi lại, trong vòng 5 phút, nam thanh niên đã thực hiện 2 vụ lừa nữ chủ tiệm tạp hóa để lấy đi 1 đến 2 thùng bia. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Những ngày qua, nhiều chủ tiệm tạp hóa khu vực chợ Phú Thọ, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai bị một thanh niên đi xe máy đến mua bia rồi lừa chủ tiệm mất cảnh giác để lấy bia sau đó bỏ chạy. Theo chị Phạm Mai, chợ Phú Thọ, phường Trảng Dài, vào lúc 17h40 phút ngày 19 tháng 8, một thanh niên đi xe máy tay ga màu trắng mang biển số 60B560510 đến hỏi mua bia. Lúc này thanh niên vờ móc tiền trong túi ra đếm, đồng thời nói chủ quán bán thêm mấy gói mì tôm. Lúc tôi quay vào lấy mì tôm thì thanh niên này ôm thùng bia Tiger đặt lên xe máy phóng đi, chị Mai kể lại. Chỉ sau 5 phút, nam thanh niên nói trên tiếp tục ghé vào tiệm tạp hóa ở khu vực chợ Phú Thọ hỏi mua 2 thùng bia Tiger. Vẫn chiêu lừa cũ, sau khi bê 2 thùng bia để lên xe máy, thanh niên này móc tiền trong túi ra đếm và nói chủ tiệm tạp hóa bán thêm một số đồ khác. Khi nữ chủ tiệm quay vào bên trong thì nam thanh niên lên xe phóng đi. Phát hiện nữ chủ tiệm chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp nữa. Theo một số chủ tiệm bán tạp hóa trong khu vực thì thời gian gần đây liên tiếp bị nghi can lừa lấy bia với hình thức trên vì tài sản mất không lớn nên nạn nhân không trình báo cơ quan công an. Còn bạn thấy sao về hành động bia tặc của gã thanh niên gian manh này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Thank you.